Hiếu Minh Audio xin kính chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hôm nay là hưởng ứng thứ nhất là Hiếu Minh là muốn thể hiện cái tình cảm của mình đối với tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trong thời gian qua đã ủng hộ bên em. Và cái thứ hai trong tháng 9 này cũng như lời hứa thì em sẽ ra rất nhiều các chương trình giảm giá, tri ân với rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Đấy, thì hôm nay trong cái video này thì em xin phép là giảm giá sản phẩm đối với hai dòng lưng tiếng mà bên Hiếu Minh đang bán. Vì hiện tại bên Hiếu Minh bán rất nhiều dòng sản phẩm lưng tiếng, nhưng hôm nay trong video này em xin phép là giảm giá đối hai sản phẩm này. Đó là dòng sản phẩm lưng tiếng BBE882i. Em xin phép báo giá luôn trong video là giá là 1.600.000 giá tại cửa hàng các bác nhá. Đấy. Và lưng tiếng B3 giá là 1.050.000 giá tại cửa hàng. Đấy. Thì như các bác đã biết thì dòng lưng tiếng BBE882i đã khẳng định trong thời gian qua, 2 năm qua. Không riêng gì bên Hiếu Minh mà rất nhiều thương gia đã bán. Thì đây là dòng lưng tiếng cho em biết là mình có khẳng định không, nhưng mà bên Hiếu Minh đã bán hàng, bán cả những dòng sản phẩm như Idol có tiếng của Việt Nam, như Idol iView 100. Thì em đã khẳng định rằng Idol iView còn thua cả con BBE này nhá. Hiện tại em nghĩ là con BBE này sẽ là con lưng tiếng hay nhất trong thời điểm hiện tại nhé bác nhá. Idol iView chỉ xếp thứ hai thôi. Hàng về full box hộp 100% mới, 100% được bảo hành 1 năm các bác nhé. Đây là dòng lưng tiếng như bác nhìn này, với thiết kế rất là sang, thiết kế rất là sang. Và hai nút gồm 4 nút tinh chỉnh, hai kênh và nút khuếch đại ở giữa. Qua và hôm qua lưng tiếng. Nên lúc này nhìn trông rất là sang và rất là đẹp, hình thức rất đẹp. Rất sang. Các bác rất thích hợp với giá tiền hiện tại mà bên Hiếu Minh đang tri ân thì rất hợp cho các bác chơi gia đình. Và em xin nhắc lại là em đây là phân tích công tâm nhá, vì bên em cũng bán cả Idol iView 100. Nhưng mà những sản phẩm nào mình hơn thì mình sẽ nói hơn cho khách hàng. Đấy. Còn trong video này em xin giới thiệu sản phẩm, và cái thứ hai là cái chương trình tri ân này em sẽ xin phép làm gì là review lại qua một chút thôi. Đấy. Phía sau của nó thì gồm 4 đường vào và 4 đường ra. Gồm 2 đường tổng cộng sẽ gồm 4 cổng 6 ly và 4 cổng ca lông. Đấy. Và cũng có cực trì này. Chỉ chống cháy này, bảo vệ thiết bị nữa, chạy dòng 220V. Và thiết sản phẩm tiếp theo mà bên Hiếu Minh tri ân đó là dòng B3, lưng tiếng B3. Thì như các bác đã xem ở rất nhiều các video mà bên Hiếu Minh giới thiệu sản phẩm về lưng tiếng, thì về bên ngoài con B3 rất giống với con DBX S3000, và tính năng của con này nó tương đương nha bác nhá, tương đương với con DBX EX3000 Bluetooth bản mới nhất mà bên Hiếu Minh đang bán ra. Thì đối với dòng sản phẩm này thì tiện đây hôm nay em xin phép là tri ân đối với hai dòng lưng tiếng này ở bên Hiếu. Thì thiết kế của hai này cũng gồm hai kênh thì nó sẽ gồm 4 nút tinh chỉnh một kênh, sẽ gồm bát trung chép. Nhà đây các bác thì với các nút này bác có thể chỉnh lên để cho âm lượng lưng nhạc, gồm lưng lời và cả nhạc lên. Thì lưng tiếng sẽ giải quyết vấn đề là lưng cả nhạc, cả lời lên cho tiếng sẽ hát của mình sẽ sáng và trong trẻo hơn. Thì thiết kế con này thì nó khác với con BBE là nó sẽ từng kênh nó sẽ có một nút khuếch đại này. Từng kênh này và một nút khuếch đại tổng ở giữa in out đây, khuếch đại tổng này. Phía sau như bác nhìn thì cũng gồm thiết kế gồm 4 đường vào và 4 đường ra, cổng 6 ly và ca lông. Đấy, một dây nguồn. Tất cả những sản phẩm ở bên Hiếu nhập về đều được có tem kiểm định QC màu cà rốt trước khi xuất xưởng bác nhé. Tem của nhà máy trước khi xuất xưởng. Hàng rất chất lượng, tất cả là hàng mới 100%, được bảo hành 1 năm các bác nhé. Hàng mới full box 100%. Và em xin nhắc lại giá là giá của con BBE là giá 1.600.000 giá tại cửa hàng bác nhé. Còn B3, con lưng tiếng B3 thì sẽ giá là 1.050.000 giá tại cửa hàng. Thì các bác có nhu cầu ship có thể là cộng cho em một chút tiền ship thôi. Bên Hiếu Minh hầu như tất cả những sản phẩm cũng như ngoài lưng tiếng và tất cả sản phẩm ngoài đẩy trước rồi vang lọc hay là các sản phẩm loa, bên Hiếu Minh đều hỗ trợ khách hàng vận chuyển, nên các bác cái phần cộng thêm tiền vận chuyển nó không đáng bao nhiêu cả, rất là thấp bác nhá. Đấy. Thì các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em. Trong chương trình tri ân này các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em là qua số điện thoại là 0919182233 hoặc số Viettel là 0168984038 để em có thể lên đơn ship code CD cho bác nhé. Hoặc các bác có thể đến tận cửa hàng em số 451
Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để các bạn nhân viên tư vấn và hướng dẫn đấu lối ạ. Thì ngoài những sản phẩm này thì bên Hiếu Minh bán rất nhiều sản phẩm, thì các bác ở Hà Nội có thể đến tận cửa hàng em, thứ nhất giao lưu tham quan và trao đổi những sản phẩm âm thanh, và em có thể tư vấn cho các bác những sản phẩm âm thanh chất lượng và giá cả hợp lý nha các bác nhé. Vì hiện tại bây giờ thì trên thị trường thì rất nhiều nơi bán âm thanh, nhưng mà chính vì cạnh tranh như vậy thì làm sao các bác có thể mua những sản phẩm chất lượng uy tín của những cơ sở có uy tín rồi, thì nhưng mà giá cả hợp lý. Vì bây giờ các bác mua cả bộ dàn cùng là chất lượng, nhưng mua cả bộ dàn nếu mà mỗi thứ bớt tí các bác cũng khoản khá. Hôm nay em muốn trao đổi cho các bác biết, thì trong cái tháng 9 này thì em sẽ cố gắng hết mình, vì là những sản phẩm bây giờ cạnh tranh nhiều rồi, thì nếu mình sẽ đưa rất nhiều những sản phẩm giá thành hợp lý và chất lượng cho các bác nhé. Ngoài những sản phẩm, đây là sản phẩm là B3 sản xuất ở Trung Quốc các bác nhá. BB cũng vậy, sản xuất ở Trung Quốc, nhưng BB nó sẽ là hàng xuất Âu. BB sẽ là hàng xuất Âu hoặc là xuất Mỹ đấy. Còn đâu B3 này sản xuất ở Trung Quốc này. Thì ngoài ra thì bên Hiếu Minh cũng có những sản phẩm chính hãng như Siso, hay những dòng như Putin, hay một số dòng sản phẩm chính hãng khác. Thì các bác yên tâm là sắp tới bên Hiếu Minh sẽ đưa ra những chương trình khuyến mãi rất là hợp lý. Đấy, hợp lý và khuyến mãi sâu cho các bác luôn nhé. Và video của em đến đây là kết thúc, và hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt ạ. Và tất cả và các bác có thể xem được video này và có thể liên hệ trực tiếp em nhé. Đấy, qua số điện thoại em vừa nói rồi. Và cảm ơn tất cả các bác. Xin thân ái chào tạm biệt.